Thông tin trên Space.com ngày 8 tháng 11 cho hay, Na Uy vừa chính thức khai trương Andorra Spaceport, sân bay vũ trụ đầu tiên của lục địa châu Âu. Sự kiện này đánh dấu bước quan trọng trong hành trình của ESA Aerospace nhằm thực hiện cuộc thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Spectrum. Theo đó, Adoja Spaceport là một phần của tổ chức Adoja Space và nằm tại Nomela trên đảo Adoja của Na Uy. Nó sẽ là nơi phóng tên lửa của công ty dịch vụ phóng châu Âu ESA Aerospace. Việc khai trương cảng Andoja Spaceport là một cột mốc quan trọng trong hành trình khám phá vũ trụ của ESA Aerospace. Đây sẽ là điểm thử nghiệm đầu tiên của tên lửa hai giai đoạn mang tên Spectrum của công ty. Khi hoàn thiện, Andoja Spaceport sẽ có nhiều bãi phóng để phóng các vệ tinh nhỏ và trung bình vào không gian. Tại đây, các cơ sở tích hợp và trung tâm điều khiển nhiệm vụ đều được thiết kế theo đặc thù của công ty. CEO của ESA Aerospace Daniel Messer nói trong một tuyên bố, Ngày hôm nay, Na Uy, vùng Andoya và ESA Aerospace đã tiến một bước quan trọng hướng tới không gian. Trong suốt 5 năm qua, chúng tôi đã phát triển một tên lửa sẽ giúp giải quyết một trong những vấn đề quan trọng nhất của ngành công nghiệp không gian châu Âu, khả năng tiến vào không gian một cách độc lập và cạnh tranh. Ông cũng nói thêm, cùng với Andoya Spaceport, nhóm của chúng tôi đã tạo nên một sản phẩm kỹ thuật xuất sắc. Bãi phóng không gian đầu tiên trên lục địa châu Âu sẽ cho Na Uy và châu Âu khả năng tiến vào không gian một cách trực tiếp. Đối với ESA Aerospace, sự kiện này tương đương với việc bước vào giai đoạn cuối của hành trình đến chuyến bay đầu tiên. Đối với châu Âu, nó đồng nghĩa với việc lục địa này có khả năng tận dụng sức mạnh của nền tảng không gian. Hiện tại nhu cầu các bãi phóng có khả năng đưa các vệ tinh lên các quỹ đạo trong thị trường hàng không và vũ trụ đang tăng mạnh mẽ. Do những địa điểm như vậy hiện đang khan hiếm trên toàn thế giới. Ông Ingun Beket, chủ tịch của Andoya Spaceport nói trong tuyên bố, việc khai trương sân bay vũ trụ trên đảo Andoya đánh dấu một mốc quan trọng đối với naui ngành công nghiệp không gian mới của châu âu và mối quan hệ đối tác với isa aerospace nó cho phép chúng tôi tổ chức lần phóng vệ tinh đầu tiên từ châu âu